Xin chào chị Lan Hương, chị là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng và cái bộ phim chị có rất nhiều bộ phim hay, nhưng cái bộ phim để lại trong lòng em đó là Cô Bé Hà Nội. Thế thì cái cảm xúc đầu tiên, ấn tượng đầu tiên khi mà chị đến công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai thì chị có cảm xúc gì? Bước vào thì thấy nó gần như ngất đi vì thấy nó lộng lẫy và nó lớn quá, không nghĩ là lớn như thế này đâu. Nghĩ chỉ là một cái cửa hàng nhỏ thôi. Vì khi mà mình gặp Mai một lần ở cái chỗ Tâm Linh cách đây 4 năm ấy thì mình cũng nghĩ là thôi chắc là Mai chỉ có một cái cửa hàng nhỏ đấy thôi, không nghĩ là lớn mà công ty nó gần như lớn nhất miền Bắc mất ý. Gần như lớn đấy, mình cảm giác thế. Thế vào đây thì đồ gỗ rất là đẹp, toàn gỗ tốt thôi, đẹp lắm, mà là đồ quý mà tinh xảo. Đi vào nhìn thấy từ cái tượng cho đến bàn ghế đến tủ là đều thấy rất là tinh xảo. Thế mà thì mình đi các hàng gỗ cũng nhiều rồi, nhưng mà thấy nhiều cái, nhiều nơi họ làm nhìn xa thì trông choáng ngợp, nhưng mà nhìn gần thì cái đục đẽo tất cả các cái là nó không tinh, đấy, không tinh tế. Thấy của nhà Mai đấy là đẹp. Các cái mẫu mã mà chị thấy là nó rất là đẹp và nó theo nó giống hệt nước ngoài, Pháp, từ châu Âu các thứ thì Hà Nội thiết kế đấy, tức là họ làm trẻ hóa lại thôi, chứ còn các mẫu cũ thì vẫn tức là nó phải có cái nền văn hóa tiếp biến, tức là lấy của các cụ tổ từ xa xưa và nó đặt vào cái hiện nay nó cho nó đúng đấy, để phù hợp. Nó vừa cổ mà trông nó lại vẫn nó vừa tinh tế, vẫn sang trọng, vẫn đẹp mà nó lại vẫn đẳng cấp. Một diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và chị được rất là nhiều khán giả từ lớn đến bé, từ già đến trẻ đều rất là yêu quý chị. Trong lòng chị có những cái chia sẻ gì hay là cảm xúc gì chị có thể chia sẻ cho em không ạ? Mỗi một nghệ sĩ là đều có một cái dấu ấn riêng. Đấy, làm nghệ sĩ sợ nhất là không có một cái dấu ấn riêng gì. Thế khi mình đã đạt được đến cái có một cái dấu ấn riêng thì rất là hạnh phúc và rất là trân trọng những mọi người, vì có khán giả mình mới có cái dấu ấn. Nếu không có khán giả thì mình chẳng bao giờ có cái dấu ấn đấy cả. Thì rất trân trọng những người mà đã nhớ đến những cái dấu ấn của từng nghệ sĩ một. Đấy là cái điều đó rất trân trọng. Người ta thường nói là có những người thì là phụ nữ đẹp, cái nhìn ở bên ngoài họ rất là đẹp, nhưng mà sau khi mà nói chuyện với họ thì thấy là không có chuyện gì để nói nữa. Nhưng mà khi mà nói chuyện với chị thì thấy chị không những là người đẹp và rất sâu sắc về tâm linh, mà lại còn là một người phụ nữ mà em nghĩ là nếu mà mọi người phụ nữ Việt Nam mà được nghe những lời này của chị thì họ sẽ rất là nghĩ là một cái tấm gương thật là tốt để cho mình học tập. Chị